Xin chào nha anh em. Hôm nay làm cái clip quay chiếc neo này để chỉ anh em cách xem xe, cũng như anh em mình dân mà biết xài xe với nhau, mình cùng coi chiếc xe chơi. Cái xe này thì nhìn ở ngoài nhìn thì nó không được đẹp đâu, tại vì cái neo, cái dòng Honda màu đỏ anh em thấy nó hay bay vậy đó. Nó hay bay, nhưng mà với anh em lái của tụi tôi á thì mấy cái này thì đối với tụi tôi thì nó không quan trọng nhiều, không quan trọng nhiều nha, chứ không phải là không quan trọng nha. Đó anh em thấy không, tại bây giờ anh em biết rồi, cái dòng xe này thì nó hay là 6 hay là 7 hay là 8, nó lâu rồi đó. Bây giờ mình coi là nói chung là mấy cái này không quan trọng nhiều, thì dàn áo này thì mua cũng rẻ anh em. Ở đây phép mua một bộ vậy là khoảng 2 triệu ngoài. Nó có cả tem ở trong nha anh em. Đó. Thì cái màu đỏ này nó vậy đó. Nó bay vậy đó. Cho anh em dán keo luôn, nó cũng bay luôn. Nó lạ vậy đó. Kể cả hai lát thái luôn anh em. Ừ. Nhưng mà nhìn chung những cái chi tiết cứng thôi nha. Cái này là mình kêu là dàn lông thôi. Dàn lông lá thôi. Thầy phát chỉ cho anh em, những anh em chưa biết chơi xe thì mình coi để mình biết cách mình mua xe cho nó chắc. Với những anh em mà xài xe rồi á thì mình cùng nhau mình trao đổi kinh nghiệm chút bít. Thì cái gì nói chung là một chiếc xe mình mua thì nó quy tụ nhiều yếu tố lại nếu mới ra một cái xe chắc. Nó phép nói vậy anh em đồng ý không? Nhưng mà mình đã một khi mà bà xài xe nhóm cổ á, thì nói với anh em là mấy cái yếu tố lông lá này không quan trọng nhiều nữa. Đó, đầu tiên nó quay về cái phục anh em coi nè, cái chân phục nó anh em thấy không? Áo bay này vậy đó anh em thấy không? Nó nhưng mà cái cốt lõi của vấn đề nè anh em dọc phục nó, dân chơi nhìn phát biết ngay những ốc đĩa anh em dòm thấy không, chưa hề có dấu dặn hả, mà nhìn rất là sắc sảo anh em, rất là đẹp, đẹp tự nhiên, đẹp đẹp tự nhiên từ ở lò sản xuất ra anh em. Đó, rồi bắt đầu lên tới cái câm anh em giờ. Xe này là câm mà anh em thấy không? Câm riêng nó chưa ngã chì luôn anh em. Phép quay này là không dành cho những anh em mà trẻ trâu với những anh em mà so sánh mà xe mới xe cũ nha. Mấy anh em đó thì không nên coi clip này đâu. Clip này dành cho những anh em mà đam mê đâu, có cùng chung đam mê, có sự hiểu biết thôi. Còn những anh em không hiểu biết thì câu vô này nói xe này nó quay xe thấy gớm, nói gì đâu mà thật sự là vậy. Đó, anh em thấy phục sơn zin không? Giờ nó trong nó có mã số đằng đen, em thấy không? Đó. Ha, phục nếu mà sơn đi rồi là không còn đó nha anh em. Phục zin. Cái những cái dòng xe này á, dòm như thế này là phép biết xe này nguồn gốc ngoài Bắc. Phép không hiểu tại sao ngoài Bắc là thường xuyên là mua được mấy xe Bắc là gì. Móc chụp cái khóa cầm vô đây nè. Đó, rồi gắn ở đâu cái đầu khóa cầm thọt vô đây. Rồi cái đó anh em về anh em thợ mở ra lại bị gì. Nó nổ uổng ghê luôn. Có nhiều chiếc cái phụ cực kỳ đẹp mà bị nổ đó. Xe này chân phụ khắp đánh giá đẹp á anh em. Nó cây bên kia anh em thấy không? Cái mã số không nó cái quay cảnh luôn. Nó. Đây nè. Nó anh em tính nhiêu năm mà cái phụ anh em dầm cực kỳ đẹp thấy không? Cái này là không phải khoe cái xe nha anh em. Xe này thì Khang nói là cũng có anh em đã hứa thứ hai đã mua rồi. Nói thứ hai mua rồi nhưng mà biết mua không thôi. Còn bán, chuyện bán được không được thì phép cũng không quan trọng. Cái clip bữa nay chủ yếu cái vấn đề chính phép nói cho anh em để cùng nha, mình coi cái xe thôi. Ốc đầu nó anh em, cái đầu bò nó vậy nè. Đó, cái này là tự nhiên nha anh em, không có tẩy rửa gì đâu đó. Con ốc á, nó sáng mà còn có độ trong con ốc nha anh em. Sáng mà sáng có cái độ trong á, tức là chỉ rửa qua xà bông thôi. Còn kiểu mà sáng cái đục ngầu luôn á. Thì ốc nó dày mà miền Tây phép đặc biệt là dùng biển phép xài là thua. Xài khoảng chừng vài tháng sắc nhạt hết trơn. Nó mất đi cái nước gam, bông gam đi, bóng nó giống vậy để bảo vệ con ốc. Đó. Xe này thì máy rất chuẩn luôn, anh em giờ mới gam lốc. Đó. Nhìn sơ ngang là phép không thấy một vết xước luôn, này keo dính thôi. Keo này sang nó chưa chùi ra kỹ nè.
ra ngoài xe về cũng khi nào mà keo chùi cho sạch chân. Đó, nè cái này là năm sản xuất thôi anh em. Mỗi một chiếc xe nó thể hiện dưới cái miếng tem này. Đó, 207 của thằng Neo, 207 trên hoặc là cái sườn nó sơn đen anh em. Mình sườn sơn đen. À, anh em xem. Xe này cái sườn phải nói cho anh em là cực kỳ cái sườn nó đẹp đó anh em. Xe này áo có dán keo nè. Nè. Dán keo qua đây mình ta lột ra đó mà điều một cái là mà màu đỏ thì nó phép nó bay vẫn bay à. Dán keo nè. Cái này là cái bợn của băng keo khi mà lột ra nó còn dính đây nè. Để phải lấy xăng chùi ra nha anh em. Đó, cái mình sườn nó anh em giờ. Mời quá. Này ông vệ sinh ra là lại ông xăng ông quên. Xe gì ông dọn như có dọn cái này chưa dọn hả? Đó. Cái này ở cái này mới có rửa thôi chứ chưa có vô dầu chưa làm gì chứ anh em. Xe này đẹp tự nhiên. Giờ mà giờ mới cốt lõi của vấn đề anh em, mình bỏ cái yếu tố mà lông lá đi. Xe này á, anh nếu mà anh biết chơi á, về vô bộ áo GT là nhìn cực kỳ đẹp luôn, đi đẹp sướng. Quá trời xe anh em, giờ mình sườn đây. Nhìn theo nó 207 trở lên là mình sườn nó sơn đen vậy đó. 206, 205 sườn sơn xám nha anh em, sườn màu xám. Đó. Anh em dòm ốc tán, anh em dòm dàn khè thấy không? Đó, mấy cái tiết cứng là gì đó. Còn dàn áo này thì xấu rồi. Nhưng mà đối với phép nói rồi, đối với những anh em mà trong nghề là gì đó, phép đi mua xe nè, phép quan trọng đó, cục máy á, đầu cổ gì đó, ốc gì đó, thấy không? Sáng nhưng mà sáng bóng, sáng cái kiểu mà nước gam green của chiếc xe, chứ không phải sáng kiểu mà đục ngầu. Sáng đục ngầu luôn là không xài được, xe nó về nó xét hết trơn à. Xét rồi xong bốn ốc nó bên chổi giống như kiểu rớt đầu vậy đó. À, cái này là bụi bặm, chiếc xe này là còn mã số nồng ở trong còn nữa. Xe này là cái cốt lõi của nó là dữ lắm luôn nha anh em. Vừa đạp chưa tháo luôn nha anh em. Anh em xem. Cốt nền anh em. Đó. Cốt nền máy đó. Cái quan trọng nhất đó. Cái quan trọng nhất đó. Quyết định cục máy còn máy gớt á. Ốc dưới nè. Bô nó còn sáng trưng luôn nè. Cái này keo nè. Sang những trường nó chưa dọn, xe này chưa dọn, trăm còn màu nữa nè. Dòm. Nó coi mấy cái chi tiết cứng, ốc tán anh em dòm còn màu ha, chưa xuống chì nữa ha. Đây. Đó. Anh em theo dõi kênh của phép là từ từ anh em có kinh nghiệm đi. Anh em mình cùng nhau là mà trao đổi xe cộ này kia đâu các thứ là từ từ là anh em có kinh nghiệm. Xe này những chi tiết cứng còn khá chắc anh em. Máy nổ là rất đặc trưng luôn. Xe này về hổng đài rồi mà phép để nhà mà. Đó, cầm dành thuộc dành chân bạc sơn nhìn thế này. Xe này về anh em nào có thời gian á, mở dàn áo ra ha, vệ sinh ở trong á, vệ sinh ở trong bình sườn, rồi vệ sinh e gió, lọc gió, rồi bình xăng con, đó, thì các thứ. Bộ áo ghê tê, giờ nó là cái xe này đi quá chắc với khu trời này. Còn cái dàn lông này nhìn thì không có vô mắt được, dàn lông này nó bay màu. Đó.
quay cho anh em coi từ từ nha. Cái phu neo này, cái màu đỏ rất không thích. Một á là nó bay, quần áo nó bay, chạy thời gian nó bay màu giống kiểu này. Nó hai là khi nó màu đỏ nhìn nó không có đẹp nữa nè. Bởi chính người Mỹ là ý kiến riêng nha nè. Đùm màu đẹp quá anh em ơi. Đó anh em dòm. Thấy không? Chú ở đâu có hồ sơ? Ông hỏi người ta đàng hoàng quá. Ông bán xe ông hỏi người ta. Chú hỏi mua giùm cho anh gì kìa. Đèn đốm đâu còn đẹp. Zin của nó luôn. Quay clip cũng không yên với anh Sang Quân nữa nè. Có khách mà nó bán xe cũng xong nữa nè. Xe này theo nhận định của phép là phần cứng còn khá chắc. Bỏ yếu tố vàng lông xe này mà. Mở cái vàng lông nó ra ha. Bỏ hết vàng lông. Rửa trong rồi dòm cũng sướng anh em. Không phép thấy cái sườn nó quá trời đẹp đó anh em. Cái sườn đó nè. Rất là đẹp đó nè. Cái này pháp gọi gì á, để cho anh em trong nghề, anh em mà biết chơi xe đâu á, coi thôi. Chứ những anh em không biết gì xe nó, thằng này cái xe đậu mà áo sống bể bay màu, nó khen nứt nở, nó khen cái gớm. Đó, tại vì á mình xe mình xài mình chơi mình mua mình bán giết rồi đó. Mấy cái này mình coi không, nó quan trọng quá. Đó, coi cỡ này giờ bây giờ ký xe anh em kiếm giờ khu chợ giờ tàn là xe bùa, xe phép, xe của lái nè, làm tùm lum tùm la trong đó, đâm ốc vô ốc tẩy rửa quá chắc đó. Còn áo sống này thì nó tuốt nó bắn hai. Thôi anh em ơi, chào anh em phép để phép bán xe thằng Sang này làm cũng được đó. Rồi có gì đó anh em chi tiết vậy đó em comment phía dưới nha anh em, mình cùng nhau bàn luận nha anh em. Phép thì có cái mỗi cái là đam mê xe thôi. Phép cái nguyện vọng của phép là rất là mong muốn là mua đem một cái xe giá tốt, xe chất lượng về để cho anh em mình chơi xài kỷ niệm. Đó, cái nguyện vọng của phép là như vậy. Bởi phép rất mong được anh em ủng hộ. Phép hy vọng phép mua được chiếc xe rẻ tốt về để phục vụ cho anh em, bán cho anh em được giá tốt giá rẻ. Anh em mua về anh em khoe với bạn bè, khoe với anh em cùng bàn cà phê, nó mua xe được trên mạng vậy đó, giá tốt. Trời ơi, cái xe đó chú khỏi nghe, khỏi bệnh đâu chú ơi, xe nó mới lắm, chạy hai cái vỏ rin chưa thay đó. Xe này trời ơi, xe này mà chú chơi máy xào chú đi mua xe mới ra thử ra. Xe mới giờ cái bô lớn nổ dở lắm. Xe này nó chạy chưa hết cái vỏ nó mà chú tính cái vỏ rin nó vậy đó. Nói chuyện với khách nha anh em. Xe này chạy cái vỏ này, vỏ zin chưa thay nè. Mới ken luôn á. Bây giờ cái bô nhỏ chú vô salon chú mua đâu còn đâu. Bây giờ cái mẫu mới cái bô lớn nổ tạt 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 tạt. Nổ nghe không hay đâu. Giá đó đó chú ơi. Giá trên yên này anh em mới dám chấp nhận mà anh em. 24 thì giờ mình cho nó bằng cái Sigut này đi. Sigut bánh mâm nó mới giờ vô mua 24 đó. Mà xe này giờ anh em tốn tiền nha. Còn Sigut mua về không tốn tiền. Phép này là xe mới nha. Còn này mua về tốn tiền. Đó. Ai có đam mê thì sẽ hiểu thôi. Xài cái nào là hiểu, mỗi người chính người Mỹ mà. Nói như phép thì giờ tay xăng này tay xài hết rồi, ai mà vô hãng, mấy hãng nó ế chết, nó chửi chết luôn á. Neo kim thắng đẻ. Không được chú ơi. Ở đây bán xe nói chú không có nói thách, nói giá một rồi chú. Chú coi mua được, mua ủng hộ con mua được thôi chứ tại không bớt được đâu. Tiền nào của nấy à.
mình còn siêu quýt nữa rẻ kìa, mấy chiếc FI giống kìa, 13, 14 triệu nhóc chổng nha kìa. Trường với xa có khách vô nó không làm gì được chứ ta. Tao quay phim có không yên với mấy mày nữa đúng. Đang quay phim nói chuyện với anh em mà nó mất hứng quá anh em ơi. Mấy mày nè, coi nè. Vô coi tư vấn cho chú kìa, máy móc rồi xe cộ gì coi. Nói tới đâu anh em quên mẹ nó rồi, mấy này bực bội quá. Nói chung là xe này cái lỗi nó có nha anh em, cái cốt lỗi á, còn cái lông á thì lông nó không có bể đó, anh em dòm nó chỉ tét xíu trên đầu đèn đó thôi, nhưng mà con cái nó bay cái màu cái này gì à, về nếu mà anh em tiết aurin á thì tuốt lại sơn lại, đâu có ra anh em thợ người ta chà nhắm mịn nhau phát là bắn lên thôi. Còn em nào khoái chơi hay nguyên bộ luôn, áo GT giờ xé thùng gắn dầu đã đẹp. Thế quay đây chặt lắm, nhưng mà cái này chủ yếu là nói chuyện với em nào chơi thôi, cho biết cách coi xe coi cổ các thứ này cái đồ thì kinh cũng hết, thì chắc nhiều anh em cao thủ lắm phải biết, nhưng mà nói này đây thì anh em trao đổi thôi chứ phải không có hay ho gì đâu anh em ơi, không có tài ba gì đâu. Vậy nha nè, thôi để phép coi bán xe nè em ơi. Xin chào anh em nha.